dậy, tôi lại thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà tiếng sóng biển nhẹ nhàng rì rào bên tai, như những lời thì thầm của mẹ thiên nhiên rạo rực trong niềm vui của sự sống. Hơi mặn mặn của gió biển len lỏi vào từng góc nhỏ, nhắc nhở tôi rằng cuộc sống đâu cần gì hơn sự thanh bình này. Ngắm nhìn bức tranh tự nhiên đang mở ra trước mắt, từng đợt sóng xô bờ, bọt biển trắng xóa, như muốn kể cho tôi nghe những câu chuyện bí ẩn từ thẳm sâu dưới lòng đại dương. Nhắc về miền Tây, trong tâm tưởng của nhiều người thường chỉ nghĩ về những dòng sông đục ngầu phù sa hay những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Nhưng bạn có biết miền Tây còn có những bãi biển màu xanh ngọc bích trải dài vô tận. Thật khó để diễn tả hết những cảm xúc, những trải nghiệm mà cuộc sống mới này mang lại cho tôi. Nhưng có một điều tôi biết chắc, rằng mình đã tìm thấy nơi đây một không gian bình yên để trở về, một nơi cho trái tim mình thảnh thơi, trôi theo những con sóng, một nơi để tôi ngắm nhìn sự rộng lớn của biển cả, và nhận ra rằng cuộc sống có bao điều kỳ diệu mà ta chưa khám phá. Dạ em nghe. Chiều mai anh với mấy đứa bạn ra chơi nha. Dạ. Em làm món gì ngon ngon, đơn giản thôi nha. Em biết rồi. Thank you.
tôi sẽ làm món gà rừng hấp tỏi, đặc sản của Hòn Sơn. Khó có thể miêu tả hết sự diệu kỳ khi kết hợp tuyệt vời giữa gà rừng và tỏi. Thịt gà mềm, thấm gia vị, ngọt tan trên đầu lưỡi, cùng với vị ngọt thanh mà chỉ gà rừng mới có. Từng miếng thịt chứa đựng cả một câu chuyện về hương vị và truyền thống của đảo Hòn Sơn. Nhưng đặc biệt hơn cả là mùi thơm của tỏi. Hương thơm ấy mang tôi trở về những buổi sớm mai trên đảo, khi những cánh hoa tỏi mới hé nở, mang trong mình hương thơm ngọt ngào và tươi mới. Hương thơm độc đáo ấy không thể nhầm lẫn với bất kỳ món ăn nào khác, và nó là một phần của nền văn hóa ẩm thực đặc biệt của đảo Hòn Sơn. Chúng tôi ngồi bên nhau, đốt một ngọn lửa nhỏ. Ánh lửa lung linh phản chiếu trên mắt anh như ánh sao trên bầu trời đêm. Đêm nay ở Hòn Sơn, tất cả như một bản tình ca lãng mạn và sâu lắng, đang hòa mình vào tiếng sóng, tiếng gió và tiếng của trái tim. Tôi biết rằng dù có chạy trốn đến đâu thì cuối cùng tôi cũng phải đối diện với chính mình, với những mộng mơ, những đau khổ, niềm vui và hạnh phúc. Gọi trắng soi